Đây là bộ đôi gimbal mới nhất của nhà DJI, DJI RS4 và DJI RS4 Pro. Và đây là một vài điểm nâng cấp đáng chú ý của RS4 và RS4 Pro. Đầu tiên thì một chút cảm quan về ngoại hình bên ngoài thì cả RS4 và RS4 Pro đều lớn hơn một chút so với phiên bản đời trước. Việc kích thước chụp dài hơn một chút thì sẽ giúp bạn lắp được những combo máy lớn hơn, gắn được nhiều phụ kiện hơn mà không sợ bị cấn. Tiếp đến là blade, đây có lẽ sẽ là điểm nâng cấp lớn nhất trên hai mẫu RS4 và RS4 Pro. Theo hãng, đây là blade quay dọc thế hệ thứ hai. Nó sẽ giúp bạn quay được camera từ ngang sang dọc chỉ bằng một vài thao tác đơn giản như này, siêu nhanh gọn. Như ở đời trước, bạn sẽ phải mua thêm một cái ngàm như này với giá khoảng 600-700 nghìn gì đó và bạn sẽ phải tháo hết ra để lắp máy lại, khá là cồng kềnh. Tuy nhiên, ở đây bạn đã được hãng trang bị ngay trên gimbal. Mặc dù là bạn vẫn phải cân máy lại một chút, nhưng việc không phải mua thêm bất kỳ phụ kiện gì hay không phải tháo hết ra để cân lại đã là rất tiện rồi. Ngoài ra thì ở đây hãng cũng có thêm một update nho nhỏ nữa. Đây sẽ là phần đỡ ống kính của máy. Việc này sẽ giúp máy không bị xê dịch trong quá trình sử dụng. Tiếp đến, theo nhà sản xuất thì các trục đã được nâng cấp lên khoảng 20%, đặc biệt là trục pan. Nhờ motor mạnh hơn và thuật toán mới hơn nên việc quay bằng RS4 và RS4 Pro rất êm. Và tất nhiên là có thể cân được những combo khó như các body lớn hay các lens to như 70-200 chẳng hạn. Ngoài ra thì thuật toán mới cũng sẽ mang đến khả năng quay dọc mượt mà hơn tương đối. Thật ra theo cá nhân mình thấy thì ở cái phần này RS3 và RS3 Pro đã làm khá là ổn rồi, nên là cái việc mà không có nhiều thay đổi cũng là dễ hiểu thôi. Điều thứ ba mà mình muốn đề cập đến là việc hãng đã trang bị AutoLock 2.0, là phiên bản nâng cấp trên bộ đôi này. Ở phiên bản trước thì thỉnh thoảng mình có nghe được là một số anh em trong nghề, trong hội nhóm phàn nàn rằng cái việc RS3 sẽ bị lỗi AutoLock. Mặc dù cái tỷ lệ lỗi rất là hiếm gặp, nhưng mà đôi khi chúng ta đi job những cái lỗi vặt này nó vẫn xảy ra, dẫn tới những cái phiền phức rất là khó chịu. Mặc dù cái nâng cấp này cũng là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà mình đánh giá cao nó bởi vì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà, đúng không? Ngoài ra, AutoLock 2.0 cũng sẽ giúp máy chuyển từ trạng thái khóa sang hoạt động nhanh, mượt và thông minh hơn. Thêm vào đó là khi ở chế độ khóa thì các trục cũng đỡ rung lắc hơn. Có một thông tin không chính thống rằng là anh em trong nghề có phản hồi lại thì có vẻ như hãng đã thay đổi chút ít gì đó ở các trục. Nhờ vậy thì khi cân gimbal cũng dễ dàng hơn. Có thể là hãng đã thêm ốc trợ lực ở khu vực này. Và điểm cuối cùng mà mình thấy khác biệt so với đời trước là ở đây. Chỉ bằng việc đặt công tắc này thì RS4 và RS4 Pro giờ đây đã có thêm khả năng zoom ngay trên gimbal. Chức năng này sẽ chỉ hoạt động với những lens có khả năng zoom điện tử. Và trên đây là những cái điểm khác biệt mà chúng mình thấy thú vị nhất về bộ đôi RS4 và RS4 Pro này. Và nếu bạn đã sở hữu một trong hai chiếc gimbal này rồi thì hãy chia sẻ với chúng mình cái điều mà bạn thích hoặc là chưa thích về chúng nhé. Và nếu mà bạn chưa có và muốn nâng cấp gimbal của mình lên phiên bản mới nhất này thì hãy đến ngay với Tokyo Camera. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.